Hello, xin chào các bạn. Mình là Trung Thanh, à, chủ sở hữu của thương hiệu Lo Titan tại Việt Nam. Thì hôm nay mình muốn gửi đến cho mọi các bạn một cấu hình rất là gọn, đúng không? Cấu hình này có thể chơi được từ 10 đến 15 bàn, rất là tiện. À, có thể nó hơi bự chút xíu, 16 và 17 bàn vẫn chơi bình thường nha mọi người. Thì gồm là một súp bơm tấn, một 18, một ít, à, Lo, F12, à, 400B, và. Yeah. À, hai cái chân chống lo F12 400B hoặc wow, mọi người muốn cái combo này mà không cần chân lo thì mọi người rất trọng lên nhưng để như vậy á, thì nó rất là lợi về cái tiếng ca tiếng ca của mình á, nó rất là nhẹ cực kỳ nhẹ luôn tại vì á, cái chép nó cao hơn cái mic mình để ấy, mọi người nên á, là nó cho mọi người tiếng ca nó thoáng nó lo full á à, cái tiếng vô cổ thoáng hơn nó đi xa hơn à, không hú hí gì hết cái bộ này à, là chưa gồm TV à, TV thông minh và phát wifi thì à, men, giang, mic, mix à, toàn bộ à, sử dụng đồ DB của tiết là mọi người xem cái video này cho nó cận cảnh ha cho mọi người dễ nhìn hơn đúng không à, dễ nhìn hơn rồi mọi người xem đây là men đó KB chín à, trăm một kênh bánh súp một kênh điện thoại, quá ok thì mình bảo đảm cái bộ này thì mọi người về mọi người mua tivi nữa thì mọi người mua thêm cái tủ đựng nữa thì nó rơi về tầm khoảng hơn 50 thì hiện tại thì à, trong màn hình như vậy không có cách xe và à, không có tivi phát wifi thì nó 45 triệu Nên mọi người 45 triệu nha à, 45 triệu mấy á, thì mình tính tròn 45 triệu nó gồm chân lo luôn mọi người thấy giá này phù hợp không à và có thể hỗ trợ trả góp cho mọi người à 30 triệu hồ sơ tốt 30 triệu lên hồ sơ online đậu xuống công ty ký tên là lấy đồ về ok không mọi người chỉ cần bỏ ra từ 10 đến 20 triệu thì mọi người mua trả góp được hồ sơ tốt à hồ sơ tốt hoặc trong một gia đình mình muốn chơi cái này bộ này hai người cho một gia đình hai người có thể dây 50 đến 60 triệu mình còn dư một khúc nữa để làm gì để mình mua những thứ lặt vặt để mình đi xô đúng không mình không cần bỏ tiền nhưng mình có thể lấy một bộ combo titan về mình chơi à, anh em nhớ mình không có tiền mình làm ra tiền à, nó mới hay anh em về anh em đi xô thì mình phải đi làm sao mà một tháng khoảng hơn 4 triệu em có tính một xô mình lời lợi nhuận tầm khoảng cỡ sáu ba trăm ngàn thì chục số sáu triệu đúng không thì mình cố gắng làm sao mình mối quan hệ của mình tầm khoảng à, rồi khoảng một chục số là đạt chỉ tiêu ok không rồi à, mọi người cần combo như thế này mọi người liên hệ trực tiếp cho mình một số thoại là 097470 4444 rồi Cảm ơn mọi người đã xem video hẹn video tiếp theo nha mọi người bye bye